nay Hạnh sẽ chỉnh sửa kỹ thuật của bài With Rush cả nhà. Hôm nay là chị Bích đây nè. Chị Bích là lần đầu tiên tập bài tập này nha. Bài With Rush nó sử dụng vào cái chuyển động của, chủ yếu là mình sử dụng chuyển động hip hop là chuyển động chính nha, tức là chuyển động của cái phần hông nha cả nhà. Đầu tiên là để cho dễ mà focus vô cái phần mông của mình, để độ mông cho cái bài này á, thì hai chân của mình á nên nhỏ hơn hông chút xíu, tại vì đối với người mới bắt đầu cơ bông nhỏ rất là yếu, cho nên là mình nên set hai cái chân vừa thôi để mình mở chân ra là vừa. Thì đối với người mới bắt đầu á, hay có một cái lỗi á là mọi người á để chân quá rộng mà cái cơ bông nhỏ mọi người yếu quá, không mở được hai cái đầu gối ra, thì mọi người dễ có cái hiện tượng bị trục gối vào trong khi mà mọi người chuyển động đẩy cái hông lên. Rồi đầu tiên là mình sẽ set cái vị trí chân mà nãy giờ mình đã thân quen. Đầu tiên mình đi body weight trước cho nó quen trước, là sau đó mình bỏ cái tạ này vô ha. Chọn mức tạ vừa sức thôi nha cả nhà, đừng cố gắng mà cố gắng ăn xôi chọn cái tạ nặng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hip lên ha. Cơ bụng hả, mọi người nhớ luôn luôn, tạ đã lên người là phải gồng chắc cơ trọng tâm, tức là gồng chắc cả cơ thể. Tuy nhiên bởi vì cái phương chuyển động của cái bài hip thrust này là từ dưới lên, nên nhớ gồng cơ bụng nhiều nhất có thể cho Hạnh nha, nếu không là mọi người bị bỏng lưng đó. Rồi thực hiện chuyển động 1 2. Rồi khi thực hiện chuyển động mọi người cố gắng cảm nhận cho Hạnh cái phần mông, cố gắng được ưỡn lưng nha. Đây là chuyển động của phần hông chứ không phải chuyển động của cột sống nha cả nhà, nên chú ý là gồng chắc trọng tâm và gồng cơ bụng thì là chặt. Thực hiện là đối với người mới bắt đầu nên đi là tầm mức tạ mà mình có thể cố gắng trong vòng 15 rep là tốt nhất để làm quen cái chuyển động nha cả nhà. Đúng rồi, gồng liên tục. Ok, và mình luôn nhớ là đẩy cái tạ về phía trước để không thuộc về người về mình ha. Chị cảm thấy như thế nào? Tê phần mông. Tê phần mông. Đùi trong một chút xíu. Đùi trong một chút xíu. Hoàn toàn mọi thứ là thoải mái. Mọi thứ đều thoải mái, lưng dưới đều ok. Ok. Chị có cảm thấy mỏi cơ bụng không? Có một chút xíu khi mình gọng. Ok. Nhưng mà chủ yếu là vô phần mông, nguyên cái phần mông chỗ. Cảm giác là sau khi mình tập mình bỏ tạ xuống thì cái mông nó sẽ tê rần hết luôn, tê rần và nó siết, mình cảm thấy nó nhóm hơn cơ mông. Dạ, chỉ có nghĩa là nó phân tách nhiều cơ mông mà những cái cơ khác thì các bạn nó ít lại. Okay. Thì đó là một cái tips để cho mọi người có thể thực hiện cái bài tập này mà nó vô mông nhiều hơn ha. Đừng cố gắng núi tạ nha cả nhà, hãy chọn mức tạ phù hợp với mình, tập 15 reps trước, và khi mọi người thực hiện quen cái chuyển động của bài này rồi á thì lúc đó mình hãy nâng mức tạ lên từ từ nha. Rồi bây giờ chị Bích sẽ lên 50kg. Bây giờ sau khi đã được hướng dẫn thì bây giờ mình sẽ coi chị Bích sẽ đúc có đúng không nha. Lên thấy kỳ kỳ là nghĩa là nó sai sai nha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cái chân như thế nào trước nè. Ok. Rồi mọi người nhớ cái vị trí để chân của mình ngay từ đầu nha, để đỡ mất công lên rồi chỉnh chân. Rồi lên mà mình thấy cái vị trí để đó là nó vô mông rồi là đúng vị trí đó đó. Thì ở cái phương bên đây mọi người nhìn thấy thì cái vị trí đi lên nó hông á, thì cẳng chân nó sẽ vuông góc, gần gần vuông góc với lại cái đùi nha mọi người. Lên nhớ mở hai cái đầu gối ra. Đúng rồi, vô không chị? Nhìn chị biết tận hưởng cuộc sống quá. Ê đó. Lên tạ tiếp theo nha. Rồi tiếp 10kg, thêm 10kg, thêm 10kg, 5 cái. Đúng rồi. Thực hiện cho em 12 reps nha. 12. Đúng rồi, chị dư sức mà. Dư sức. Dư sức nữa chứ. Đúng rồi, dư sức lên 15 luôn á. Rồi ok, nhất 1, đúng rồi, đẩy tạ về trước, 2, tốt. 3, mọi người nhớ cái vị trí setup gốc chân nha. Và tuyệt nhiên khi mà mình tập cái bài này là mình không có quay mặt vô gương nha cả nhà. Mình nên set một cái máy quay giống như Hạnh á, để mình tự coi cái chuyển động của mình nó có đúng hay không, và cảm nhận cái nhóm cơ bắp mà mình muốn focus vô nha. Ok, đủ ha, tốt. Thêm 10kg nữa. Ai ơi,
Gì vậy? Là từ vậy á. Sao mới lên 100 gì mới mua đầu quốc 70 không cố. Mua đầu gì đâu. Mấy bữa đầu nào? Mấy bữa khác cũng có tập rồi mà. Nhưng mà không tập bài này thôi, tập bài khác. Lần đầu tiên tập bài này nhưng mà mình đã quen với chuyển động rồi, không sao, mình viết bài thôi là dễ anh chị. Rồi ba cái kỹ thuật rùi mũi mà ha. Chuyện nhỏ. Hãy xem mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Mình coi đều hai bên cho nha, bắt đầu lên mức tạ nặng là lên trên, không có xét, không xét được đâu đó. Ok. Thở. Nghe bột, nghe đồn nay nay chị rụng dâu, rụng dâu mà vẫn lên rất là nhẹ nhàng ha. Lúc chị nghĩ là phải nghỉ chứ. Hả? Lúc chị tưởng là phải nghỉ. Tùy sức khỏe của mọi người, nếu mà mình cảm thấy ổn thì mình vẫn tập, còn nếu mà mình cảm thấy mình thuộc cái team mà quá mệt thì mình có thể nghỉ. Ngày đầu đi lựa chọn. Ok, chỉ ngày thứ hai là nó tầm. Ngày mai đang được nghỉ cho nên không sao. Sao? Nó sẽ tùy cơ thể của mỗi người nha, lắng nghe cơ thể rồi mình cứ cảm nhận, mình cứ nương hay mình tập thôi, không vấn đề gì hết. Quan trọng là cái tâm lý của mình á. Cái tâm lý của mình mà thoải mái vui vẻ là tới ngày nó cũng nhẹ nhàng đó. Rồi, ổn chưa chị? 10 hả? Đúng rồi, 10. Thật ra nếu chị có thể lên được 12 thì cứ tiếp tục. Biết lắm, thế nào. Ta tính là phải 2 phút mà chưa được 1 phút nữa. Rồi, ok, vô đi chị. Không thể nào chuyên nghiệp được, chị bích được. Tại vì phải chọc diện cái mắc cười quá. À, không cao lên, múc. Hoàng. Ok. Gần 10 cái. Form chưa phải tiêu chuẩn lắm nhưng mà gọi là có cố gắng và rất ổn. Bích ổn không chị? Không ổn lắm. Không ổn lắm mà. Cha rồi, lát nữa ai dẫn gì Bích xuống ngồi hang đi. Chứ em nghĩ là chị nên trượt xuống cho lẹ. Nhỏ chị cũng. Dạ, sau đây là cái chương trình bài học cuộc sống. Trong lúc mà chị Bích chỉ nghĩ mệt á. Này chị Bích chỉ nắm được một cái quy luật trong cuộc sống nè chị. Có thể nói lại cho mọi người nghe được không? Thì thông qua cái việc mà cố gắng thực hiện một cái bài tập liên tục như vậy. Tại vì cái châm ngôn của Hạnh á, một á, là bạn tập một bài nó ra một bài luôn, còn hơn bạn tập chục bài mà không có bài nào ra bài nào. Chỉ vì đơn giản là bạn không có nắm được kỹ thuật, không nắm được cái cách control cái chuyển động đó và cái hơi thở cũng như là control cái đầu của bạn. Đúng rồi. Ví dụ như khi mà chị bắt đầu tập, chị cũng tìm hiểu rất là nhiều. Ừ. Và tìm hiểu về tập bụng, tập đùi, tập mông, tập cơ tay. Nhưng mà khi mà mình vô mình tập được với Hạnh á thì mình hiểu một điều là mình chỉ focus lên một bài cho một ngày thì nó đều chất lượng. Ví dụ như cái bài chuyển động hip hop này nãy giờ thì chị thấy là mặc dù là mình sử dụng, mình focus vô là cái cơ mông, nhưng mà nó vẫn là vô hết cả cái nhóm cơ đùi và mình sẽ đi được cái cơ liêm sườn luôn. Mình siết được nó, thật sự là cái phần mà ai bị cái phần mỡ hông á thì nó vô bài này nó vẫn focus rất là tốt. Bên cạnh đó mình cứ nghĩ là mình tập bụng để mình được cái đường rãnh bụng số 1 này nọ, nhưng mà thật sự bài này nó vẫn vô bụng luôn. Tại vì cơ bản là khi mà tạ đó lên trên người mà tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của mình nó không có control và nó không gồng chắc lại á thì là nó sụp. Mà cái nhóm cơ bụng là cái nền tảng và xây dựng cái yếu tố cái gì bảo vệ cái cột sống của mình nữa, chuỗi cơ chuỗi trước và cơ chuỗi sau. Thì mình gồng chắc lên á, cái cột sống của mình á nó không, cái đĩa đệm á nó không có bị trượt lên trượt xuống như vậy, thì khi mình lên tạ nó không có bị nguy hiểm. Thì kiểu gì mình cũng xài cái full body toàn thân. Và một cái chia sẻ luôn, khi mà chị tập á, chị thấy á là có thể là nó 1, 2, 4 rep đầu á mình thấy nó rất bình thường. Nhưng mà ví dụ như hiện tại là 70 đúng không? Mình đi tới tầm khoảng chuyển động số 8 là mình bắt đầu là mình đuối rồi. Nhưng mà thật sự những lúc mà mình cảm thấy mình control được á là cơ thể mình nó vẫn nhóm cơ nó vẫn chưa kích hoạt đâu. Nhưng mà khi những cái về cuối á, mình mệt á nhưng mà mình vẫn ráng đi vô hoàn thành á thì chị thấy là những cái rep cuối là những cái nó mà thật sự nó phân kết vô cái nhóm cơ của mình. Giống như cái bài học cuộc sống thì chị thấy là người giỏi thì đầy nhưng mà lại thiếu người đi đến cùng. Nó có thể áp dụng trong cái công việc của mình luôn đúng không? Khi mà bước vào cái việc tập luyện á thì chị thấy là nó đẩy cái tinh
thần của mình lên cao độ hơn, ở cái sức chịu đựng đi đến cùng. Có nghĩa là chúng ta đều có thể mở cánh cửa cuối cùng, nhưng mà khi đi một cái chặng đường dài á, chúng ta thường mỏi và mệt ở cái nhịp cuối. Và nhịp cuối thì chúng ta đôi khi chỉ cần với cánh tay mình ra mình đã có thể mở cánh cửa, mà mình lại buông bỏ ở cái giai đoạn đó. Rất là đáng tiếc. Cho nên là một cái sự chia sẻ thực tế trong cái bài tập cũng giống như là trong cái sự cố gắng cuộc sống của chị, thì chị thấy rằng là khi mà về đến cuối nó thường rất mệt, nhưng cứ cố gắng vượt qua thì mình sẽ đến đích. Đó, thì mọi người có thể hiểu là cái việc mà tập luyện với tạ kháng lực nó cũng giống như cái bài học của cuộc sống của mình vậy á. Thì Hạnh thường Hạnh nói cái tính cách của một người á, họ thật sự họ tập luyện á, thì có thể thể hiện được cái việc mà họ cố gắng trong cái công việc và cuộc sống của họ, và họ tôn trọng cái điều đó như thế nào. Ok, mà chị Bích có thể nói được nhiều như vậy có nghĩa là chị đã sẵn sàng cho cái rep tiếp theo, 10 rep tiếp theo rồi. Thấy cũng còn khỏe đó. Let's go. Get go. Nhất nhiều ơi. Vô. 1. 2. Ráng chị, gồng chắc vô. 3, đúng rồi. Ok. Ngon. Bởi vậy á, nói được phải làm được nha mấy má.